Kính thưa ông bà và anh chị em, đây là cái nơi tương lai nó sẽ trở nên một cái mái ấm để rồi giúp cho các em mồ côi cũng như những các em mà cơ nhỡ trong những cái hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình nghèo đấy. Thì cho nên nơi đây sẽ cố gắng để rồi hình thành, chăm sóc, nuôi dưỡng các em để rồi cho một cái đứa trẻ nó phát triển toàn diện. Và từ đó những cái gia đình nghèo đó, thì thay vì người vợ phải ở nhà giữ con, thì bây giờ người vợ đem con mình vô đây để rồi cho các sơ chăm sóc. Thì người vợ đi làm để rồi kiếm thêm thu nhập, cũng là giảm bớt đi cái nghèo của cái vùng này, của cái gánh nặng của xã hội nữa. Cho nên chính vì thế mà con đã cố gắng hình thành nơi đây để rồi một cách nào đó là giúp cho bà con, giúp cho những người trong vùng này để rồi có một cái cuộc sống ổn định hơn. Như ông bạn chị em biết, có những cái đứa trẻ mồ côi hay là có những cái đứa bé nó trong hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như giờ ba mẹ ly dị, người mẹ đi lấy chồng khác, người cha đi lấy vợ khác, thì như vậy là nó sống với ông bà thôi. Rồi nhiều khi có những hoàn cảnh ông bà đi bán vé số, đi chặt xả, đi làm mướn để nuôi cháu của mình. Thì như ông bà anh chị em biết, cái khuôn viên đất này nó là 6.250 mét. Trước đây nó là cái đầm tôm thôi, mà sau đó thì bơm cát vô bơm cát vô lấp hết cái này, rồi sau đó là tiến hành xây dựng, rồi làm cái đường đi vô nữa. Cái đường đi vô cũng là cái nơi ruộng đầm thôi, và cũng phải là bơm cát rồi đổ đá rồi lu, cho nên nó mới được cái đường như thế này nè. Đấy, rồi ông bạn cho em thấy cát nó đã đầy hết rồi, rồi xây hàng rào nữa. Tại vì mình làm cái mái ấm mà, thì đương nhiên nó cũng phải kín đáo chứ, bảo vệ các em, rồi mọi sự cho nó an toàn hơn. Ông bà anh chị em cũng thấy rồi đó, đây là cái nơi mọi sự là chuẩn bị cho cái chương trình hoạt động để chăm sóc các em trong hoàn cảnh khó khăn đó. Thì ông bà anh chị em biết cái căn nhà cũng đã hình thành rồi, rồi cũng sẽ chuẩn bị cái khu sân chơi cho các em nữa, cái khu sân chơi nữa, cầu tuột mà bây giờ cũng chưa có được cái đó, còn thiếu. Rồi những cái dụng cụ cho các em. Đấy, thì như ông bà anh chị em thấy rồi đó, cái căn nhà được xây dựng trên cái đầm tôm. Thì ông bà anh chị em biết nó đã hết sức là khó khăn, nhưng mà bởi vì yêu thương các em mồ côi, yêu thương các em trong những cái hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ ly dị đó, rồi những gia đình nghèo nữa, thì nhìn vào hoàn cảnh của họ thôi là con cũng đủ hiểu là họ đang cần cái gì rồi. Cho nên chính vì thế mà con đã cố gắng trong cái sự xây dựng này. Nhưng mà thực chất cũng không phải là của con đâu. Mọi người cộng tác vào, mọi người đóng góp vào để rồi gây dựng nên một cái nơi này. Đó, cho nên vì thế con mới gọi là cái mái ấm hiệp hành. Hiệp hành thì sao? Có nghĩa là mọi người đoàn kết, hiệp lực với nhau để rồi tạo nên cái mái ấm này, để cùng nhau hành động cái công việc tốt này cho xã hội, chứ không phải cho riêng mình ai, mà nhất là những cái hoàn cảnh đặc biệt mà cần chúng ta phải chăm sóc. Mà nó không chỉ là xây dựng lên đây thôi, rồi ông bà anh chị em biết còn phải cái vấn đề là chăm sóc nữa. Ví dụ, giờ con nói ví dụ thôi, giờ bước đầu là mình một ngày là 20 em đi, thì như vậy đó là một em ăn uống trong một ngày cũng phải là 40-50 ngàn, thì cho một tháng như vậy, một ngày như vậy là 1 triệu, thì một tháng như vậy đó thì cũng phải là trên dưới 30 triệu. Thì như vậy cái vấn đề hiệp hành đó nó không chỉ là dừng ở lại đây, mà nó còn kéo theo cả một cái tương lai nữa. Rồi ví dụ như các em nó được đi học, thì nó bước chân ra ngoài để nó đi học, thì chúng ta cũng phải hỗ trợ tiếp tục cái phần học đó cho các em nó nữa, rồi nuôi nấng các em nó nữa, chứ không phải mình nuôi nó rồi cho nó trong đây thôi, rồi sau đó là nó đi ra ngoài rồi mình bỏ nó đi.
Bởi vì nó mồ côi, nó khó khăn thì đồng hành nó cho đến khi nào mà nó trưởng thành thôi. Đấy, thì ông bà anh chị em biết đấy, mọi sự cái cơ sở như vậy đó. Cho nên con đặt cái máy ấm hiệp hành nó là như vậy, với cái ý nghĩa là như vậy. Máy ấm để sưởi ấm, sưởi ấm những đứa trẻ thiếu vắng tình cha mẹ, sưởi ấm những cái hoàn cảnh nghèo khổ. Đó là cái sưởi ấm của con người rất cần. Đấy, rất cần. Đó, cho nên bạn cho cái khuôn viên này nè, cái khu vực này sẽ là cái nơi giữ trẻ cho các em đó, học rồi nghỉ ngơi ở đây. Để rồi bạn cho em thấy chưa có gì cả, chưa có gì hết, còn thiếu nhiều sự lắm. Cho nên là sau khi đã hoàn thành công việc xây dựng rồi thì sau đó mới hoàn thành thủ tục nữa. Hoàn thành thủ tục nữa thì ông bạn cho em biết nó còn phải dính đến là vấn đề giáo dục, rồi vấn đề bên phòng lao động thương binh, xã hội đó, rồi bên môi trường. Cho nên nó còn vướng mắc nhiều thứ lắm. Nhưng mà tôi hy vọng là sau cái việc mà hoàn thành công trình này thì chắc chắn chính quyền sẽ tạo điều kiện cho tôi, để rồi tôi đưa vào hoạt động thì để giúp cho xã hội thôi, giúp cho các em thôi. Mà đây là trách nhiệm chung của mỗi người, chứ không phải là riêng của ai cả. Đấy. Rồi ông bạn cho em biết nó phía dưới đây nó còn có cái nhà bếp. À, bên đây nó có cái nhà vệ sinh của các em nữa. Nhà vệ sinh của các em nó nằm phía sau đây. Những cái nhà vệ sinh chuyên dùng cho các trẻ, đóng cửa rồi, chuyên dùng cho các trẻ. Còn đây là cái nhà của các sơ, để mà các sơ nghỉ ở đây, để rồi sau đó là ra đây chăm sóc, dạy dỗ cho các em. Cũng mọi sự tươm tất, chưa có gì cả, có được cái giường nhỏ nhỏ thôi, cũng còn bàn, ghế, tủ để cho các sơ sử dụng nữa. Bên kia cũng một cái phòng nữa, có nghĩa là có hai phòng cho các sơ, hai phòng cho các sơ. Đấy, bên đây một phòng nữa, cũng giống như cái phòng bên kia thôi, thì cũng chỉ có cái giường thôi, cũng còn chưa có tủ, cũng còn chưa có bàn nữa. Đó, thì toilet thì đã có trong phòng riêng của các sơ hết rồi. Đấy. Rồi bên phía bên đây thì nó có cái phòng của con, để con đi lên đi xuống, để kiểm tra trong cách dạy dỗ cũng như chăm sóc các em. Đấy. Thì thật sự cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà có được cái bộ ghế này là của một cái anh không có đạo, nhưng mà ảnh lấy vợ ở Đồng Nai rồi theo đạo vợ, nhưng mà ảnh là ở cái khu vực này, là anh Lợi đó. Thì cái đợt vừa rồi đi xin tiền ở Đồng Nai thì ảnh thấy thương quá rồi ảnh mới cho cái bộ ghế này nè, để đựng tiếp khách, chứ con cũng chẳng có mua. Đó, rồi ở trong đây đó là phòng để làm việc. Còn cái phòng trong đây á là cũng vậy luôn, cũng anh Viễn, cũng là anh vợ của anh Lợi, rồi anh Cảnh nữa đó, thì cũng cho cái tủ này luôn, rồi cũng cho cái giường này luôn, chứ còn con cũng chưa có mua cái gì, hết tiền rồi, hết tiền đó. Còn trong đây thì cái toilet đấy, thì cũng mọi người ủng hộ cái này, người ủng hộ cái kia, để rồi có cái toilet vậy thôi. Đó, tươm tất đấy. Thì cho nên là tất cả những điều này là nhờ của người ta cho con hết, chứ còn con xây nhà xong là coi như là hết tiền rồi, còn mắc nợ nữa, số tiền cũng khá lớn nữa. Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước thiên ơn cao, Chúa biết con chỉ là tỳ cô của Chúa truyền giao giữa đời. Từ thuở xa xưa, Thái Dương kia chưa thành kiệt tớ. Gọi tên con giữa muôn người phàm trần, cho
cho con say tình yêu Chúa. Và nay con xin đến vâng theo thánh ý Ngài đã sai con. Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Khi cụ của Chúa truyền giao giữa đời và từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khánh tướng. Một đời con xin đến với ai nghèo khổ, trông nom chi thể của Chúa cùng hoa ca chung tiếng tôn vinh chúc khen Ngài đầy quyền linh. Đã sai con đến muôn phương để làm nhân chứng, chọn niềm trung trinh mãi vững tin vào Ngài, quên đi để được tìm thấy, làm ngọn đuốc chiếu sáng nhân tâm, ước môi mặn vào chân gian. Con linh mục được Chúa sai đi, tuy con bất mãn trước tiên đơn cao, Chúa biết con chỉ là khi cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Đời đời về sau khắp nơi khen con thật có phúc, vì Ngài thương con mòn hèn, tâm tư con thật sung sướng, nguyện dâng Chúa đầy sắc thân con với tuổi hồng đầy mộng mơ. Nguyện dâng Chúa đầy sắc thân con với tuổi hồng đầy mộng. Kính thưa quý ân nhân, hôm nay con có đôi lời tâm sự với quý ân nhân. Trước tiên đó là cái mái ấm đã được xây dựng hoàn thành rồi. Nhưng mà cái vấn đề pháp lý chưa có xong. Cho nên đó là trước tiên là tôi ước mong các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện sớm nhất để cho tôi được hoàn thành thủ tục pháp lý để rồi cho cái mái ấm này được đưa vào thực hiện sớm. Bởi vì chung quanh chúng ta cũng còn rất nhiều em mồ côi nghèo, rồi có rất nhiều em cơ nhỡ, có như rất nhiều em trong cái gia đình nghèo khó khăn, ăn uống thiếu thốn vật chất, rồi sức khỏe không có được tốt, cho nên rất cần chúng ta quan tâm chăm sóc. Trong đó cái điều kiện trước tiên đó là chính quyền giúp cho tôi sớm hoàn thành thủ tục pháp lý đó. Cái thứ hai nữa thì cái sự xây dựng được hoàn thành như thế này thì rất là nhiêu khê, không phải dễ dàng để được như thế này đâu. Có rất nhiều tấm lòng của bà con xa gần, trong nước cũng như ngoài nước, kể cả các linh mục, quý tu sĩ nam nữ đã chung tay với con. Có những em thiếu nhi đóng góp 2.000 của mình trong đó
để rồi xây dựng nên được cái cơ sở như thế này. Cho nên đó là cái những tấm lòng rất rất là quý, cho nên con mới gọi là cái mái ấm hiệp hành. Mái ấm là để sưởi ấm những em mồ côi, sưởi ấm những gia đình nghèo, có những đứa con thiếu thốn vật chất, cho nên thiếu thốn. Cho nên chính vì thế mái ấm này là mục đích để sưởi ấm cho những em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Còn hiệp hành ở đây gây dựng nên điều này không phải là mình con không có gì cả, linh mục nghèo thôi. Nhưng mà ở đây tất cả mọi người chung tay hiệp lực để rồi đưa đến một cái hành động rất cụ thể là gây dựng nên cái mái ấm này để rồi giúp cho các em. Nhưng mà cái hiệp hành không phải dừng ở chỗ xây dựng đâu, mà nó còn nối tiếp trong những ngày tháng khi được đưa vào hoạt động. Như ông bà anh chị em biết rồi đấy, tính bước đầu là con nhận khoảng 15 cho đến 20 em thôi. Thì mỗi một ngày như vậy là cũng phải chi phí trên dưới 1 triệu. Thì như vậy một tháng cũng phải là trên dưới 30 triệu. Thì như vậy cái vấn đề hiệp hành nó không dừng lại đây, mà nó còn tiếp nối theo khi hoạt động. Một linh mục có giỏi cỡ nào đi nữa mà không có bà con hiệp hành, không có mọi người cộng tác vào, thì con cũng bó tay thôi. Con thường nói với giáo dân là như vậy đó. Thì cho nên vấn đề mái ấm hiệp hành là nó có ý nghĩa như vậy đó. Sưởi ấm, cùng nhau cộng tác, hiệp lực với nhau để sưởi ấm những hoàn cảnh đặc biệt cho các em thiếu nhi. Một mái ấm miễn phí hoàn toàn. Rồi kế đến nữa là ông bà anh chị em biết sở dĩ tại sao không có cái thánh lễ tạ ơn ở nơi đây. Đó là bởi vì cái thủ tục pháp lý chưa có được đầy đủ. Cho nên chính vì thế thì thôi chúng ta hẹn lại dịp khác. Chúng ta vẫn có thể ở đâu cũng vẫn cầu nguyện để cho mái ấm được tốt đẹp thôi. Cho nên là trong lúc này thì không có được tổ chức ở đây, thì ông bà anh chị em cũng thông cảm cho con về cái hoàn cảnh như thế này. Rồi trong thời gian kế tiếp thì con rất mong ông bà anh chị em yêu thương con trong cái vùng truyền giáo nghèo nàn khó khăn này, để rồi cùng với con giúp cho những hoàn cảnh khó khăn không phân biệt tôn giáo. Không phân biệt tôn giáo. Cho nên chính vì thế mà con cố gắng hết sức có thể trong thời gian còn phục vụ ở đây, để rồi cộng tác với chính quyền, tạo điều kiện cho tôi, để tôi giúp cho những người dân địa phương ở đây, không phải là riêng những con chiên, mà kể cả những người lương dân. Cho nên tôi rất mong sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền để rồi cùng nhau đem niềm vui, tình thương, sưởi ấm cho những hoàn cảnh khó khăn nhất ở vùng này. Tôi xin hết lòng cảm ơn. Kính thưa bà và anh chị em, với sự quan tâm đặc biệt của Đức Giám Mục, Ngài ưu tư cho nên Ngài tìm ân nhân để rồi đến đây, gửi đến cái nơi đây cái nhà máy nước, mà nhà máy nước này là lọc được nước mặn nữa cả. Để chỉ vậy, bởi vì được cho những người dân nghèo xung quanh ở đây đến lấy nước miễn phí về uống, rồi cũng là để có cái nguồn nước cho các em thiếu nhi trong mái ấm này được uống nó một cách bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Cho nên bạn cho em biết, một tiếng đồng hồ thì nó ra được 1.000 lít. 1.000 lít. Thì như vậy ông bạn cho em thấy, nếu mà trong mùa khô mà kéo dài đó, thì cái nhà máy nước này có thể cung cấp được cho một số dân người dân ở đây khá lớn, với sự tài trợ của Hội Nguồn Nước Sống ở Lancaster ở Mỹ. Đấy, cho nên ông bạn cho em thấy cái vấn đề để mà giúp cho những hoàn cảnh xã hội nghèo khó khăn đó thì cần rất nhiều
tấm lòng vàng để chúng ta cộng tác với nhau, để chúng ta hiệp hành với nhau để làm cái điều đó. Mà cái điều này từ muôn thuở rồi, nhưng mà bây giờ giáo hội muốn nhắc lại, muốn khơi lại để chúng ta tiếp tục hiệp hành với nhau để rồi giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn hiệp lực với nhau, hiệp thông với nhau, đoàn kết với nhau. Chắc chắn những người nghèo sẽ bớt khổ và những gia đình nghèo sẽ có điều kiện để đi lên. Con xin hết lòng cảm ơn.